Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại đang đứng ở thuộc thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay muốn giới thiệu với anh chị có diện tích là ngang là 6 x 27. Trên đất đã có sẵn là 92m² thổ cư rồi nha quý anh chị. Đất của mình thì phía trước này đây. Chiều ngang là 6m từ bờ đá này sang phía bên này là 6m và sâu bên trong kia là 27m. Xung quanh thì đã kè hết đá lại rồi. Trên đất đặt có sẵn là 92m² thổ cư. Đường này là đường Hồ Xuân Hương hay còn gọi là đường DH3 nha quý anh chị. Tuyến đường này đang mở rộng ra 16m và đang thi công rồi. Lộ giới đường của mình ở bên này đã ghi nhận ở trên sổ rồi. Mỗi bên sẽ đi từ tim đường đi vào là thêm 3m theo cái đường trụ điện lớn đó nha quý anh chị. Thì theo cái tuyến này mình sẽ đi xuyên suốt đi ra ngoài là theo ra quốc lộ 20 và sẽ có hai hướng để mình di chuyển. Hướng bên tay trái là mình sẽ đi về sân bay Liên Khương, khoảng cách là tầm 3,5 km, và mình xuyên suốt theo tuyến đó mình sẽ đi về thành phố Đà Lạt khoảng cách tầm 32 km nha quý anh chị. Và toàn bộ tuyến đường đều là đường nhựa hết rồi, di chuyển rất là thuận tiện. Và hướng bên tay trái còn lại mình sẽ đi về Sài Gòn. Và đi theo tuyến này đây, tuyến DH3 là tuyến mở rộng kết nối giữa thị trấn Liên Nghĩa và xã Tân Hội. Tuyến đường này khoảng cách di chuyển khoảng tầm 9 km, là mình sẽ rút ngắn thời gian mình di chuyển về xã Tân Hội và về cái điểm kết thúc cuối cùng là chợ Tân Hội nha quý anh chị. Và toàn bộ tuyến đường này đang được mở rộng ra. Giá đất này là 715 triệu trên 1m ngang. Trên đất đã có sẵn 92m² thổ cư. Di chuyển về trung tâm của thị trấn Liên Nghĩa khoảng tầm là 3 km là mình đầy đủ tiện ích, trường, chợ, trạm cho tới y tế cũng như là cơ sở vui chơi giải trí. Và đây là liền kề với Hồ Nam Sơn ở phía bên này. Lát nữa ở phía cuối video em sẽ có cái khoảng cách em di chuyển trên cung đường đi để anh chị cùng nhau tham khảo. Hồ Nam Sơn là quy hoạch hồ du lịch sinh thái của huyện Đức Trọng nha quý anh chị. Đất của mình thì phía trước này đây, gần sân bay, gần Đà Lạt, gần trung tâm thị trấn và liên kề với quy hoạch hồ du lịch sinh thái của huyện Đức Trọng. Ngang 6 x 27. Nếu anh chị nào mình quan tâm tới vị trí đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất cho em. Cảm ơn quý anh chị.